Google vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tai nạn giao thông đầu tiên do xe tự lái của hãng này gây ra. Theo đó, hôm 14 tháng 2 vừa qua, chiếc xe tự lái Lexus RX 450S của Google khi đang di chuyển trên đường tại Mountain View, California, thì gặp một ống thoát nước bị chặn túi cát nên không thể đi tiếp. Sau khi nhường một vài xe đi qua, xe của Google di chuyển ra giữa làn đường. Lúc này, chiếc xe nhận diện được một chiếc xe buýt đang đi tới từ phía sau. Xe tự lái đã tính toán rằng chiếc xe buýt sẽ nhường đường, nhưng sự thật là không như vậy, khiến hai xe va chạm. Tai nạn khiến xe của Google bị hư hỏng cản trước, bánh xe và một số cảm biến. Google lên tiếng nhận trách nhiệm vì cho rằng nếu xe của mình không di chuyển ra giữa làn đường thì sẽ không xảy ra va chạm. Hãng này cho biết sẽ nâng cấp phần mềm xe tự lái sau khi rút kinh nghiệm từ tình huống này. Trong khi đó, cơ quan chức năng địa phương chưa đưa ra kết luận gì về việc lỗi tai nạn là do ai. Trong 6 năm qua, trừ vụ tai nạn này thì còn 17 vụ tai nạn khác đã xảy ra trong quá trình thử nghiệm xe tự lái. Tuy nhiên, tất cả đều không phải là lỗi của Google.